Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở giữa mùa hè nóng nực, điều kiện rất dễ xảy ra nhiều loại bệnh tật, nhất là đối với những người có tuổi. Trong đó phải kể đến là bệnh tăng huyết áp. Nếu không được kiểm soát, cơn tăng huyết áp kịch phát có thể gây đột quỵ não bất cứ lúc nào, thậm chí khi đang đi ngoài đường dưới trời nắng nóng như đổ lửa. Vậy tại sao trời nắng nóng lại gây tăng huyết áp và tại sao tăng huyết áp lại gây đột quỵ não? Mọi thắc mắc về vấn đề này sẽ được thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thoa đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh giải đáp trong chương trình Chuyện cùng bác sĩ do Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp với ngành y tế thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21:30 thứ Bảy và 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh QTV1. Chương trình ngày hôm nay có chủ đề bệnh tăng huyết áp gây đột quỵ trong ngày nắng nóng. Quý vị và các bạn có những câu hỏi cần tư vấn xin gửi về fanpage QMG Chuyện cùng bác sĩ hoặc email chuyencungbacsiqmg@gmail.com. Nhưng trước hết thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Ôi trời, hôm nay sao nóng thế này? Có nhà đến mấy chục độ không biết. À, đây rồi. Alo, con à? Alo, bố ạ? Con có nhà không? À, thế hả? Này, bật ngay máy lạnh cho bố. Pha cho bố một cốc nước mát. Trời nóng quá con ạ. Bố đến thăm anh chị đây. Có quà quê đây nhá. Con xử lý ngay, chỉ trong tắt lự luôn. Còn nhá, là con sẽ bố trí cho bố một cái trận địa phòng chống nóng. Thì sư bố anh vớ được thằng con rể tốt quá. Bố chuẩn bị vào nhá. Trận địa này mà bố bước vào đây thì cứ gọi là thôi văn rồi. Ôi trời ơi, nắng nồi quá cơ. Dạ vâng. Đây đây đây. Bố. Bố lên phòng. Lên phòng hả? Dạ vâng. Dạ. Vâng. Khổ thần bố vất vả quá cơ. Có gì mà vất vả? Đây, con mời bố vào nhà. Đấy. Ôi trời ơi, sao lạnh thế hả con? Ấy bố, lạnh gì bố cứ đi vào đây. Trời ơi. Lạnh quá con ạ. Đây bố xem, ngoài trời đang nóng hừng hực thế này mà con phải dùng cái kế sách là nhu thắng cương, con cân bằng điều hòa cái nhiệt độ cho bố đấy. Khoa học đấy bố ạ. Tiền sư bố này tốt quá nhỉ, bố lạc lắm con ạ. Bố làm miếng nước cho nó. Thôi. Rồi. Sao? Bố thấy hoa mắt. Thế chết rồi. Mà trong mặt quá. Ôi. Chết rồi. Chết rồi. Chúng ta vừa xem một đoạn clip ngắn về căn bệnh tăng huyết áp. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là căn bệnh tăng huyết áp thì như thế nào ạ? Huyết áp thì được hiểu là áp lực của máu lên thành mạch khi tim bóp. Thế và tăng huyết áp là khi đo huyết áp, là chỉ số huyết áp tâm thu trên 140mm thủy ngân và hoặc chỉ số tâm trương huyết áp trên 90mm thủy ngân thì lúc đấy được gọi là tăng huyết áp. Nhiều người thì nghĩ rằng là trời lạnh thì mới dẫn đến cái việc là tăng huyết áp. Tuy nhiên thì trên thực tế là trời nắng nóng cũng rất là nguy hiểm và dễ gây cơn tăng huyết áp kịch phát dẫn đến là đột quỵ não và gây nguy hiểm cho tính mạng của con người. Ví dụ như là trong clip chúng ta vừa xem đúng không ạ? Và người bố ở trong clip thì người mắc bệnh tăng huyết áp kinh niên như vậy thì cũng là một cái ví dụ rất là điển hình. Vậy thì triệu chứng ban đầu của cái căn bệnh này thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Đặc biệt là trong cái thời tiết là nắng nóng như hiện nay ạ? Như trong cái tiểu phẩm ban nãy mà chúng ta xem ấy, thì bác ấy là bác ấy đi vào, bác ấy từ cái trời mà đang nóng nắng bác ấy đi vào cái phòng điều hòa nhiệt độ lạnh quá, nó gây nên cái việc là tăng huyết áp đột ngột. Và việc tăng huyết áp đột ngột nó sẽ dễ gây cho người ta bị đột quỵ. Đặc biệt đấy là rất là nguy hiểm. Bệnh tăng huyết áp ấy, thì triệu chứng nhiều khi không được điển hình. Thường thì có một số những cái biểu hiện triệu chứng của tăng huyết áp có thể gây ra cho người bệnh, ví dụ như là bị đau đầu, chóng mặt hoặc là cảm thấy tức ngực. Là có nhiều người là không biết mình bị tăng huyết áp và khi có những cái
biểu hiện về biến chứng của tăng huyết áp thì mới phát hiện được ra. Vậy một người khỏe mạnh và tầm tuổi bao nhiêu thì chúng ta cần để ý hơn về cái căn bệnh tăng huyết áp ạ? Hiện nay theo thống kê của Hội Tim Mạch Học Việt Nam thì người ta thấy rằng là cứ tầm khoảng 5 người trưởng thành, tức là từ 20 tuổi trở lên thì sẽ có một người bị tăng huyết áp. Chính vì vậy mà với những người trưởng thành thì theo khuyến cáo là nên đo huyết áp khoảng 2 lần trong một năm, tức là khoảng 6 tháng thì mình nên kiểm tra huyết áp một lần. Đấy là trong trường hợp mà những người mà chưa phát hiện tăng huyết áp bao giờ. Thế còn với những người mà đã mắc tăng huyết áp rồi thì cái tần suất mà phải kiểm tra huyết áp thì sẽ thường xuyên hơn. Là có thể là kiểm tra hàng tuần, hàng tháng hoặc đôi khi có thể hàng ngày cũng phải kiểm tra huyết áp của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, huyết áp luôn được y học coi là một căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Vậy thì căn bệnh huyết áp có những tác hại như thế nào? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn phim khoa giáo sau đây. Qua thời gian, bệnh nhân cao huyết áp sẽ bị tổn thương thành động mạch. Các thành động mạch bị tổn thương này trở nên yếu đi, lan rộng ra và có thể dẫn đến phình mạch, thậm chí có thể phá vỡ gây chảy máu các mô xung quanh. Những vết rách nhỏ trên thành động mạch có thể là nơi tập trung các chất trong máu như cholesterol, chất béo, calcium để phát triển các mảng bám. Lưu lượng máu qua động mạch sẽ giảm khi các mảng bám lớn lên. Tiếp đó các mảng bám có thể dính vào mảng bám này tạo cục máu đông. Điều này sẽ làm giảm hay cản trở sự lưu thông máu. Và giống như một vòng luẩn quẩn, sự cản trở dòng chảy của máu càng làm tăng huyết áp cho người bệnh. Bởi tim phải hoạt động tích cực hơn để thắng lực cản đó. Việc tổn thương động mạch và dòng chảy bị cản trở có thể gây ra đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay các bệnh về thận. Tại sao mà tăng huyết áp cũng như là đột quỵ não thì lại gia tăng vào trời nắng nóng ạ? Lý do tăng huyết áp vào cái thời điểm trời nắng nóng đấy là do khi mà trời nắng quá, nhiệt độ cao sẽ làm cho cơ thể con người ta mất nước nhiều qua đường mồ hôi, hơi thở. Rồi kèm theo cái chuyện là trời nắng nóng, người ta cảm giác nó rất là mệt mỏi, bồn chồn và điều đó nó kích thích cho tim đập nhanh. Và khi tim đập nhanh rồi cộng với cái việc là mình mất cái thể tích tuần hoàn do mất nước qua đường mồ hôi. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thì những cái biến chứng nguy hiểm thì chúng tôi gặp thường xuyên. Ví dụ như là tai biến mạch não hoặc là nhồi máu cơ tim. Vâng, với những cái biến chứng rất là nguy hiểm như vậy, vậy thì chúng ta làm như thế nào để có thể phòng ngừa căn bệnh tăng huyết áp như là đột quỵ trong cái thời tiết nắng nóng ạ? Ta nên kiểm tra huyết áp thường xuyên để phát hiện được tăng huyết áp một cách sớm nhất. Thì mình có cái biện pháp điều trị dự phòng cũng như là thay đổi về cái lối sống và cái chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Còn với những người bệnh mà đã bị tăng huyết áp rồi thì đương nhiên là anh phải chấp hành một cái chế độ ăn uống thật là khoa học, không nên quá căng thẳng và tránh những cái người ta gọi là stress, đặc biệt là luyện tập thể dục cho những cái môn thể dục là làm sao nó phù hợp với sức khỏe của mình. Vậy thì mức độ cũng như là triệu chứng của căn bệnh tăng huyết áp thì sẽ diễn biến như thế nào? Tăng huyết áp được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 của tăng huyết áp là chỉ số huyết áp tối đa từ 140 cho đến 159 mm thủy ngân và chỉ số huyết áp tối thiểu là từ 90 cho đến 99 mm thủy ngân. Tăng huyết áp ở giai đoạn 2 là chỉ số huyết áp tối đa từ 160 đến 179 mm thủy ngân và chỉ số huyết áp tối thiểu là từ 100 cho đến 119 mm thủy ngân. Còn tăng huyết áp ở giai đoạn 3, tức là giai đoạn nặng, thì chỉ số huyết áp tối đa là trên hoặc bằng 180 mm thủy ngân và chỉ số huyết áp tối thiểu là trên hoặc bằng 120 mm thủy ngân. Tuy nhiên, thì để khuyến cáo cho những người dân thì người ta đưa ra một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiền tăng huyết áp, tức là chỉ số huyết áp tối đa từ 130 cho đến 139 mm thủy ngân thì đã được coi là giai đoạn tiền tăng huyết áp. Vậy thì cái cách điều trị bệnh tăng huyết áp thì như thế nào ạ? Bởi vì mỗi một thuốc huyết áp thì nó sẽ phù hợp với từng đối tượng bệnh nhân. Chứ không phải là một huyết áp này thì ai cũng có thể uống được. Tuy nhiên thì có 5 nhóm thuốc chính để điều trị tăng huyết áp. Đấy là
cái nhóm thuốc lợi tiểu, thuốc giãn mạch và thuốc nhóm dòng giãn mạch thì có nhóm chẹn kênh canxi, rồi nhóm ức chế thụ thể angiotensin, rồi là cái nhóm chẹn beta thì hoặc là nhóm ức chế thụ thể AT1 của angiotensin. Thì đây là một số những cái nhóm thuốc mà hiện nay theo khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu là được dùng cho bệnh nhân tăng huyết áp. Mỗi một loại thuốc thì sẽ phù hợp trên từng đối tượng bệnh nhân. Thế cho nên là khi mà kê đơn thuốc cho bệnh nhân ấy, thì các bác sĩ sẽ khám trực tiếp cho bệnh nhân và lựa chọn những cái thuốc nào để nó phù hợp nhất cho người bệnh để mà mình có thể cho bệnh nhân uống thuốc. Một cái điều nữa, cái liều lượng nó sẽ thay đổi gia giảm theo từng thời gian. Cho nên là chính vì vậy mà các bác sĩ sau khi kê đơn cho bệnh nhân dùng thuốc thì bệnh nhân vẫn phải tái khám định kỳ để các bác sĩ có thể là theo dõi và chỉnh liều khi mà cần thiết cho nó phù hợp. Từ năm 2009 thì tôi phát hiện mình bị cao huyết áp và lên viện điều trị. Thì chỉ số huyết áp của tôi lúc vào viện là 190/90. Tôi đi được các bác sĩ tư vấn là phải uống thuốc thường xuyên. Cơm có thể quên nhưng mà thuốc không thể quên. Và uống thuốc đúng giờ. Đấy, rồi chế độ ăn uống thì ăn nhiều rau, hoa, quả. Đấy, rồi là hạn chế dầu mỡ. Và đặc biệt là ăn nhạt hơn một chút. Thì qua quá trình điều trị thì huyết áp của tôi hiện giờ rất là ổn, 120/70 và nhịp tim tương đối là ổn định. Vâng, vậy là người cao huyết áp thì cũng cần để ý đến chế độ dinh dưỡng để không bị lo lắng về vấn đề đột quỵ. Vậy thì bác sĩ có những cái chia sẻ gì trong cái vấn đề này ạ? Clip mà chúng ta vừa theo dõi thì bác này bác ấy có một cái chế độ ăn khá là tốt. Bác cũng hiểu được cái việc là mình ăn phải giảm mặn, ăn nhạt bớt đi để nó tránh cái tình trạng là tăng huyết áp hơn. Trong cái món ăn của bác ấy thì chủ yếu là đồ luộc, luộc hay là nấu canh thì cái điều đấy là rất là tốt vì nó hạn chế cái đồ chiên rán. Ngoài ra thì các bác có thể là trong cái việc mà mùa hè đấy, nắng nóng nhiều thì mình có thể uống nước có thể nhiều hơn trước. Trung bình thì ít nhất là mỗi ngày mỗi người phải uống tầm khoảng 2 lít nước. Thì để bổ sung thêm vào cái lượng mà nước mất qua đường mồ hôi và hơi thở trong mùa hè này. Ngoài ra thì kiêng toa cái rượu bia, thuốc lá là những cái mà cũng là những cái yếu tố có thể kích thích khởi phát gây tăng huyết áp. Thì nên có thói quen là từ bỏ cái thói quen uống rượu bia và hút thuốc. Và sau đây sẽ là góc chuyên gia lắng nghe những câu hỏi của quý vị khán giả gửi đến chương trình. Vâng, vậy là trên fanpage cũng như là email của chương trình thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm đến chủ đề tăng huyết áp và muốn gửi tới bác sĩ. Vâng, có một tài khoản Facebook với tên gọi là Hằng Trần. Bệnh tăng huyết áp thì có phải là căn bệnh di truyền hay không? Theo khoa học thì cũng chưa ai nói rằng là có tính chất di truyền. Tuy nhiên thì nó lại có yếu tố gia đình. Tức là nếu trong gia đình mà tiền sử có bố mẹ hoặc là anh em mà bị tăng huyết áp thì những người đấy có nguy cơ mắc tăng huyết áp cao hơn so với những người mà trong gia đình là không có người nào bị tăng huyết áp. Vâng, và tiếp theo thì là một tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Tiến Bình. Và anh Bình thì có hỏi rằng là bố tôi thì có bị huyết áp và cũng đã uống thuốc huyết áp khá là lâu dài rồi. Nhưng bây giờ thì tình trạng cũng đã ổn định hơn. Vậy thì có phải tiếp tục uống hay không ạ? Sở dĩ cái việc mà bố bạn có được cái huyết áp ổn định, đấy là do việc mình uống thuốc huyết áp duy trì thì nó mới ổn định như thế. Nhưng nếu mà mình dừng lại thì huyết áp nó lại tăng lên. Thế chính vì vậy mà cái việc duy trì huyết áp thường xuyên, đấy là một cái chế độ điều trị lâu dài cho những người tăng huyết áp. Có anh Trần Tuấn Hưng ở số 207 Hà Khẩu thì có hỏi rằng là nếu như tôi bị tăng huyết áp thì có nên làm việc nặng hay không ạ? Bạn vẫn có thể lao động sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên có một số điểm lưu ý cho những người tăng huyết áp. Đấy là bạn có thể tránh những cái lao động nặng nhọc quá sức. Đặc biệt là lao động mà ở trong cái môi trường ví dụ quá nắng nóng hoặc là khi mà thay đổi thời tiết một cách đột ngột thì cũng là cái nguyên nhân gây tăng huyết áp đột ngột và nó gây những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Thoa ngày hôm nay đã giúp cho Hoài Thu cũng như là quý vị khán giả hiểu hơn về căn bệnh tăng huyết áp.
Vâng, vậy là chúng ta thì hãy giữ và duy trì một nếp sống lành mạnh để tránh mắc bệnh. Và nếu như đã mắc bệnh rồi thì cần tích cực áp dụng các biện pháp chữa trị, rèn luyện sức khỏe thường xuyên để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Đó cũng chính là điều mà chương trình Chuyện cùng bác sĩ muốn gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Và chương trình ngày hôm nay thì cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.